Mẫu xe máy điện tiếp theo mà VinFast sẽ cho ra mắt nhiều khả năng là Vento. Hiện tại, những chiếc VinFast Vento đầu tiên đã được đưa về kho của đại lý, hứa hẹn ngày ra mắt không còn xa. Mẫu xe này được cho là sẽ ra mắt và mở bán trong tháng 6 năm 2021. Bên cạnh đó, thông số kỹ thuật của VinFast Vento đã có trên website của Cục Đăng Kiểm. Theo thông tin đăng kiểm, Vento có chiều dài 1863mm và rộng 1100mm, ngắn và hẹp hơn một chút so với Clara S, 1910mm và 1130mm. Chiều cao của mẫu xe này nhỉnh hơn một chút so với Clara S, với số đo là 692mm. Như vậy, Vento sẽ tương đương Clara S xét về kích thước phân khúc. Cũng theo thông tin đăng kiểm, Vento dùng vành 12 inch, đi kèm lốp 90-90 phía trước và 120-70 phía sau. Bộ vành thiết kế dạng 5 chấu kép sơn màu bạc. Bảng thông số xe từ Cục Đăng Kiểm còn chỉ ra rằng Vento có nhiều trang bị hiện đại hơn so với Clara S, như pin lithium-ion 50,4V, 24,8A, động cơ công suất 4kW, 2 phanh đĩa trước trên sau. Với thông số này, cùng khối lượng nhẹ chỉ 117kg, Vento có thể chạy được quãng đường xa hơn so với Thion, mẫu xe đang có quãng đường di chuyển tốt nhất của VinFast. Ngoài ra, hình ảnh dò rỉ còn cho thấy Vento dùng màn hình màu hiện đại tương tự loại trên Thion. Màn hình này hiển thị được nhiều thông tin chi tiết hơn so với loại trên Clara S. Cũng với màn hình này, có thể kỳ vọng Vento có tính năng quản lý xe bằng điện thoại di động. Kiểu dáng Vento tương tự Clara S nhưng các chi tiết thiết kế lại có nhiều điểm khác biệt. Từ hình ảnh dò rỉ, có thể thấy xe được trang bị đèn LED projector đặt trong chóa lớn hình ngũ giác. Bên dưới là đèn LED định vị ban ngày kết hợp xi nhan. Đèn hậu LED kéo dài không giống bất cứ mẫu xe nào. Tay xách phía sau yên thiết kế kiểu không liền mạch. Như vậy, Vento sẽ là mẫu xe máy điện thứ 6 của VinFast, sau IMES, Ludo, Clara Clara S, Feliz và Thion. Với những trang bị hiện đại hơn Clara S, Vento có thể có mức giá cao hơn. Hiện tại, giá bán của Clara S là 39,9 triệu đồng, chưa kèm theo pin. VinFast đang cung cấp hình thức cho thuê pin, đổi pin theo gói thuê bao tháng.